Cuộc sống quanh ta có vô vàn những yếu tố có tính chất tỷ lệ thuận. Dưới đây là một ví dụ. Đọc 100 trang sách hết 32 phút. Hỏi đọc 125 trang thì hết bao lâu? Hãy áp dụng công thức nhân chéo chia trên. Lấy 125 nhân với 32. Rồi chia cho 100. Để ý rằng 32 bằng 8 nhân 4. 125 nhân với 8 bằng 1000. Chia cho 100 bằng 10. Nhân với 4 bằng 40. Công thức này được áp dụng để tính nhanh các đại lượng tỷ lệ thuận. Thầy Kiên có một câu đố. Thầy giáo giảng một bài học cho một lớp 30 học sinh thì hết 60 phút. Hỏi giảng bài học đó cho một lớp 40 học sinh thì hết bao lâu? Bạn hãy comment ý kiến của mình ở phía dưới. Nếu các bạn thấy video này có ý nghĩa thì hãy chia sẻ để nhiều người cùng biết. Đừng quên like page Toán Thầy Kiên để nhận được những bài toán hay tiếp theo.